Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, cơ hội và thách thức luôn song hành cùng đất nước trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Một trong những thách thức đã được Đảng ta chỉ ra là âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, trong đó có việc chúng triệt để sử dụng các phương tiện truyền thông để tấn công trên lĩnh vực văn học nghệ thuật và coi đây là mũi nhọn chống phá Đảng và chế độ ta. Vậy đặc điểm những biểu hiện của âm mưu này ra sao? Cần có giải pháp ứng phó như thế nào? Đó là những câu hỏi bức thiết cần được giải đáp hiện nay. Tháng 3 năm 2020, trên mạng xã hội xuất hiện cái gọi là phim tài liệu mang tên Việt Nam tiếng gào thét từ bên trong của tác giả Hồ Cương Quyết. Tôi đã nghe đến bộ phim Việt Nam tiếng gào thét từ bên trong rồi, nhưng mà bản thân tôi thì cho rằng là Việt Nam không gào thét bởi vì tất cả đất nước ta đang đồng lòng để chống dịch. Vậy là tại sao lại nói là Việt Nam gào thét? Và tôi cho rằng đây chỉ là sự gào thét của một nhóm người hay có thể là chỉ chính tác giả mà thôi. Với cách dàn dựng ngụy tạo, xảo trá, phiến diện một chiều, phim có cái nhìn hết sức lệch lạc về tình hình thực tế ở Việt Nam. Điều đáng nói ở đây là bộ phim được phát hành trong bối cảnh cả nước đang đoàn kết chung tay chống đại dịch Covid-19. Thời điểm mà mỗi người dân là một chiến sĩ trong cuộc chiến chống dịch. Từ em thiếu nhi đến cụ già. Từ người nghệ sĩ đến người chiến sĩ. Từ những sinh viên còn ngồi ghế nhà trường đến những bác sĩ đã về hưu. Tất cả đều đồng tâm hiệp lực cùng xây dựng một xã hội phồn vinh. Thì những tiếng rên la gào thét cá nhân chủ nghĩa của các nhân vật trong bộ phim đòi quyền lợi cho bản thân mình bỗng trở nên lạc lõng, vô nghĩa. Và như thế, họ đã tự bóc trần bản chất dã tâm của việc sản xuất phim là chống phá Đảng, nhà nước và nhân dân. Họ dùng nghệ thuật để làm công cụ chống phá sự bình yên. Họ dùng quyền tự do ngôn luận, tự do nghệ thuật để bóp méo sự thật. Họ mượn lời của một vài người để chống lại 90 triệu người dân Việt Nam. Và như thế, chúng ta không chấp nhận bộ phim và những người làm phim như thế. Nếu là những người làm phim chân chính, những nghệ sĩ thực sự, họ phải nghe thấy tiếng nói của triệu người đang siết tay nhau ca khúc ca tự hào Việt Nam. Họ phải nghe thấy tiếng bạn bè quốc tế cất lời cảm ơn Việt Nam. Việt Nam cố lên. Việt Nam cố lên. Việt Nam cố lên. Việt Nam cố lên. Họ phải ghi hình được những giọt nước mắt của những người con xa quê được Tổ quốc dang rộng cánh tay đón về. Và những người chiến sĩ áo trắng trong phút giây cam go, nguy hiểm, tâm hồn họ vẫn là tâm hồn người nghệ sĩ. Dẫu biết rằng công việc mẹ hiểm nguy, ngày đêm cùng đồng nghiệp căng mình chiến đấu, vừa cấp cứu, vừa cầu nguyện đau đáu, mong bệnh nhân không dương tính với Covid. Rồi khi mà đêm trực qua đi, mẹ chỉ mong được về bên con nhanh chóng. Hai mẹ con ôm nhau cười lắc lẻ, bữa cơm chiều không có ớt mà cay. Nếu một ngày nào đó mẹ chẳng may, thì con hãy luôn tự hào về mẹ làm ngành y, con nhé. Phải khẳng định, nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống. Nghệ thuật không chỉ đơn giản là ánh trăng xa vời hay tiếng gào thét, mà điều quan trọng là người nghệ sĩ đứng ở lăng kính nào và tâm hồn ra sao để phản ánh cuộc sống. Cũng chính từ cái cuộc sống đang thay đổi mà nghệ thuật thay đổi. Tôi nghĩ rằng là những cái giá trị của đường lối văn nghệ của Đảng từ nghị quyết 005 tôn trọng quyền tự do sáng tạo cá nhân của người nghệ sĩ và chấp nhận mọi khuynh hướng phong cách cho đến nay vẫn là cái trục xuyên suốt trong cái đường lối của Đảng về văn nghệ. Tuy nhiên ở từng thời kỳ, ở từng giai đoạn nó có những cái chuyển biến, nó cũng phụ thuộc vào cái lăng kính của từng cá nhân, nó phụ thuộc vào bản lĩnh chính trị và bản lĩnh nghệ thuật của người nghệ sĩ. Hiện nay trong dư luận đang có những nhận định, ý kiến khác nhau về tác động của âm mưu thủ đoạn diễn biến tư tưởng của các thế lực thù địch với văn học nghệ thuật. Cần bình tĩnh, tỉnh táo khi nhận diện những biểu hiện của diễn biến tư tưởng, đánh giá những tác động, ảnh hưởng của diễn biến tư tưởng trên lĩnh vực văn học nghệ thuật. Có thể thấy rằng, nghiên cứu, đánh giá tác động của âm mưu thủ đoạn diễn biến tư tưởng với văn học nghệ thuật không đơn thuần là vấn đề chính trị, mà còn là vấn đề của khoa học.
Do vậy, không thể giản đơn, máy móc, quy chụp và cũng không thể lảng tránh, không nhận ra tác động tinh vi, phức tạp của diễn biến tư tưởng đối với lĩnh vực này. Nếu nói rằng cái vấn đề tự chuyển biến, tự chuyển hóa đấy không diễn ra trong văn học nghệ thuật là hoàn toàn sai lầm. Vì văn học nghệ thuật là những cái mà do con người sáng tạo ra và đi liền với con người, gắn liền với con người và dễ vào lòng người nhất. Đây chính là cái mà kẻ thù rất dễ lợi dụng. Lợi dụng ngay chính văn học nghệ thuật để đánh vào cái cuộc chiến của chúng ta. Cuộc chiến này là gian khổ, cam go, chứ không phải như bình thường chúng ta nhìn thấy bên ngoài. Bên ngoài chúng ta nhìn thấy ngay kẻ thù. Nhưng trong văn học nghệ thuật nhiều khi không nhìn thấy kẻ thù, nhưng phải một quá trình suy nghĩ sâu chúng ta mới phát hiện ra được kẻ thù. Ngay từ năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra cùng với âm mưu xâm lăng nước ta bằng quân sự, các nước đế quốc còn thực hiện âm mưu xóa bỏ những giá trị truyền thống, tinh hoa văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta. Nhận định của bác là sáng suốt, bởi đến nay, mặc dù thế giới đã thay đổi nhanh chóng, tương quan và hình thái xã hội trên toàn cầu đã có nhiều biến đổi, nhưng có thể thấy các nghị quyết, văn kiện của Đảng và nhà nước ta trong mấy nhiệm kỳ gần đây đều vẫn nhấn mạnh các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu diễn biến tư tưởng đối với đất nước ta. Không phải vô cớ mà Tổng thống Mỹ Nixon khi thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình đối với các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô trước đây, đã lớn tiếng tuyên bố khâu quyết định có ý nghĩa chiến lược là bằng mọi cách tước bỏ vũ khí tư tưởng của đối phương và coi tư tưởng văn hóa văn nghệ như là cửa mở của cuộc chiến tranh không có khói súng. Các cuộc cách mạng sắc màu, cách mạng nhung để đi đến chiến thắng không cần chiến tranh. Cái nghệ thuật nó vẫn đòi hỏi người nghệ sĩ đủ cái bản lĩnh, đủ cái sự can đảm để chấp nhận mọi cái áp lực xung quanh mình, để làm thế nào bản thân mỗi nghệ sĩ là một cái đóng góp cá nhân, dù chỉ nho nhỏ thôi nhưng mà nó cũng đã đủ để làm vui lên một cái đời sống văn học nghệ thuật của đất nước trong cái thời kỳ mới. Một số nghiên cứu khoa học chỉ rõ, hiện nay sự tự diễn biến, tự chuyển hóa diễn ra trong nội bộ hệ thống chính trị, trong cán bộ giảng viên, kể cả các cán bộ lão thành cách mạng, trong tướng lĩnh quân đội, nguyên là cán bộ cấp cao, văn nghệ sĩ có tên tuổi. Số người này từ những cán bộ, đảng viên trung kiên, tin tưởng đi theo đảng, từng cống hiến cho đảng, nay phủ nhận vai trò và sự lãnh đạo của đảng, đòi sửa điều 4 của hiến pháp, đổi tên đảng, tên nước, tung hô cổ vũ phát triển xã hội dân sự, xây dựng nhà nước tam quyền phân lập kiểu phương Tây. Thậm chí có người trở thành phản bội chống lại đảng như Bùi Tín, nguyên phó tổng biên tập báo Nhân dân, Nguyễn Thanh Toản, nguyên phó bí thư thị ủy thành phố Vĩnh Yên. Trong giới văn nghệ sĩ trí thức xuất hiện nhiều tác phẩm biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, có nội dung thiếu lành mạnh như Chúa Trời Ngủ Gật của Nguyễn Dậu, Đi của Nguyễn Bình Phương, Hồi Ký Một Thằng Hèn của Tô Hải, Việt Nam Bên Bờ Vực Thẳm Cần Có Minh Trị của Võ Thị Hảo, Giã Biệt Bóng Tối của Tạ Duy Anh, hoặc các tác phẩm Nguyễn Đình Thi Bí Mật Cuộc Đời, Hồi Ký Nguyễn Đăng Mạnh, Tuyển Tập Trần Dần Phùng Quán, Nhớ Tuân Nguyễn. Với quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa ở nước ta, đã xuất hiện nhiều hội, câu lạc bộ, viện nghiên cứu phản biện thái quá, không chịu sự quản lý của nhà nước, thậm chí công khai công kích phê phán đường lối chính sách pháp luật và bôi lem, hạ thấp uy tín lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước. Đó là các nhóm Hội Luận Văn Chương, Mở Miệng, Ngựa Trời hay câu lạc bộ Hội Họa Sĩ Hà Nội, Hội Nhà Báo Tự Do, Hội Những Người Làm Thơ. Sáng tác của họ tập trung miêu tả khắc họa những con người bi quan, bế tắc, tâm trạng trống rỗng, không tin và không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Ví dụ, lời một số ca khúc trong đĩa Cái Nường 8X của nhạc sĩ Ngọc Đại với 9 bài hát mà hầu hết lời lẽ đều toát lên một tâm trạng uất ức, tăm tối, căm giận với những ca từ như Thôi chào nhé, chào vĩnh biệt, những mùa xuân thật là thê thảm, những mùa xuân thật là dã man, những mùa xuân tăm tối, bệnh hoạn. Phải khẳng định, đây là những tác phẩm đi ngược lại thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, tuyên truyền chống tổ quốc, chống nhân dân, bôi xấu, xuyên tạc chế độ. Đó là quan niệm lệch lạc của cá nhân nghệ sĩ. Vậy,
diễn biến tư tưởng ở đâu? Phải chăng đó chính là truyền bá chủ nghĩa hư vô, bi quan, trầm cảm và hoài nghi? Mục tiêu chính của nó là làm nảy sinh sự bất mãn, làm sai lệch tư tưởng, làm suy yếu chủ nghĩa yêu nước trong thế hệ trẻ. Tôi đã từng nghe một lần, và chỉ một lần duy nhất tôi nghe cái đường 8X của nhạc sĩ Ngọc Đại, bởi vì là thực sự tác phẩm đấy nó rất là u uất, nó não nề, và quan trọng là nó không thể hiện đúng cái thực tế của cuộc sống. Và đối với bản thân người trẻ như tôi thì tôi cảm thấy là không hài lòng với điều đó. Nghị quyết số 35, Nghị quyết Trung ương ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, văn hóa, văn học, nghệ thuật là một lĩnh vực cực kỳ quan trọng, tinh tế và nhạy cảm. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong văn hóa, văn nghệ là một lĩnh vực cực kỳ quan trọng, tinh tế và nhạy cảm. Vì thế, bảo vệ vững chắc, chủ động, kiên định và linh hoạt lĩnh vực này là góp phần trực tiếp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Với ý nghĩa và vị trí đó, Truyền hình Công an Nhân dân khẳng định đây là cuộc đấu tranh để bảo vệ con người, giành giật con người cho chủ nghĩa xã hội và cho khát vọng chân thiện mỹ của chính con người. Và mỗi cán bộ chiến sĩ, đảng viên, lực lượng Công an Nhân dân sẽ là những người đi tiên phong trong công cuộc đấu tranh này.